Xin chào các bạn. Mấy hôm rồi mình đã làm chiếc vây bò 6 gông đồng bạch lên bộ diện kiểu Odo. Giờ mình đã lắp hoàn thiện, sau đây test kỹ thuật để các bạn nghe nhé. Lúc này là cái cót đấy mình đã lên đủ để cho đồng hồ hoạt động. Lâu lên cót ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 tay.